Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình đã quay lại với con xe mà rất nhiều anh em quan tâm đây, đó là con HRV EHEV. Tất cả các phiên bản mình sẽ quay cực kỳ chi tiết cho mọi người xem ở trong video này. Có vẻ như ở thị trường Việt Nam mình, mọi người quan tâm đến xe hybrid nhiều hơn là quan tâm đến xe điện. Trước mặt mọi người đây là con HRV RS EHEV. Thì ở thị trường Thái Lan đang trưng bày sự kiện này thì có 3 phiên bản. Đây là phiên bản E, phiên bản L và phiên bản RS. Theo như công bố của hãng thì cả 3 phiên bản này đều dùng chung một cái động cơ và hệ thống truyền động. Tổng công suất trên cả động cơ điện và động cơ xăng theo hãng công bố là 131 mã lực và 253 Nm mô men xoắn. Đây là cái mức công suất mà mình đọc được tại sự kiện và không biết nó có nhầm lẫn gì không. Về sức mạnh động cơ tổng mã lực như vậy thì hơi ít nhỉ. Nhưng mà cái thọt, cái mô men xoắn cực đại với 253 thì cũng không phải dạng vừa đâu. Trong khúc hạng B như vậy là anh em mà đi trong phố là sẽ rất bốc luôn ấy. Hộp số ECVT nghe rất giống ở trên con Civic HEV mới mà nhiều anh em đánh giá ở Việt Nam rồi, nhưng mà không biết là khi vận hành nó có ngon bằng không. Sự khác biệt dễ nhận ra nhất ở bên ngoài đấy là chúng ta có nhìn thấy là bản RS này sẽ có mâm 18 inch và thiết kế mâm nó cũng khác. Thêm nữa là chúng ta sẽ có một cái trần kính toàn cảnh. Thực ra nó sẽ chia làm hai phần, phần cho người lái và phần cho đằng sau. Và chúng ta sẽ có cái rèm che cơ. Tiếp theo là về loa thì bản RS sẽ có 8 loa, còn hai bản còn lại chỉ có 6 loa thôi. Thêm nữa là về đèn đóm các thứ thì bản RS nó cũng ngon hơn. Nó có đèn tự động và có đèn bi cầu các thứ. Và rất nhiều thứ khác nữa, có lẽ là về Việt Nam anh em mình soi nó mới kỹ được, chứ tại sự kiện này đông người tìm hiểu nó cũng hơi lòng ngoằng anh em ạ. Và một cái đặc biệt nữa đây là cái hệ thống Honda Sensing trên con RS nó cũng là bản đủ hơn so với những con kia. Nó có adaptive thích ứng các thứ đấy. Cái đấy sẽ anh em sẽ tìm hiểu sau nha. Còn bây giờ chúng ta soi xem xe và xem ngoại hình các thứ. Đấy, bản HRV RS thì chúng ta sẽ có cảm biến ở đằng sau. Còn hai bản kia thì mình thấy nó không có cảm biến đằng sau thì phải. Gầm rất cao. Và đây là phiên bản L này mọi người. HRV EHEV phiên bản L. Đây là phiên bản giữa. Và sự kiện này thì do HRV nó hot quá nên là hãng hôm nay họ dẹp hết mấy con xe như Civic rồi thì City ra một bên rồi. Và để trưng bày ở giữa toàn HRV thôi mọi người ạ. Và có một cái đặc biệt nữa đấy là mọi người nhìn thấy con xe màu đỏ không? Đấy chính là cái phiên bản RS nhưng mà lại là phiên bản đặc biệt bản độ đấy. Để mình sẽ quay chi tiết cho mọi người. Còn tại vì cái phiên bản L này đang có quá nhiều người xem không thể quay được luôn. Những video của mình chủ yếu là xem xe thôi nhé, chứ còn nói về phân tích xe hay là review xe thì không phải đâu. Nên là có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua. Coi như mình là người đi trước, đi xem xe trước và quay lại cho mọi người ở nhà xem thôi. Còn bảo là review cũng như hiểu hết tất cả mọi thông số kỹ thuật của con xe vừa mới ra hay là trải nghiệm nó như thế nào thì phải nói thật là không có. Đó, trước mặt mọi người đang là con HRV RS EHEV phiên bản độ. Độ theo cái hãng độ của Trung Quốc thì phải. Đấy. Thì mọi người nhìn vào cái mâm thôi nó khác với phiên bản RS mình vừa quay ở đầu video rồi. Phiên bản RS thì vẫn có cái lưới tản nhiệt dạng kim cương như thế này. Khá đẹp và lạ. Rất đẹp luôn, phần đầu xe của con RS vốn nó đã đẹp rồi. Lên cái phiên bản độ này lại cần thêm màu đỏ nữa thì trông hấp dẫn nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ có cái bi cầu. RS thì sẽ có đèn bi cầu, còn các phiên bản kia thì không có. Xung quanh xe thì như mình để ý đây chỉ có đằng sau có cảm biến thôi. Có thể nói về cái vấn đề cảm biến là nhiều anh em lôi ra để chôn và chê Honda, nhưng mà nói chung là họ cũng có cái lý của họ. Nhiều người thậm chí không dùng đến cảm biến bao giờ luôn, chỉ quan tâm đến camera và nhìn các gương các thứ thôi. Đấy, lốp của bản này sẽ là Michelin. Đấy, đây là tên của cái hãng độ nhá. Mâm của hãng đây luôn. Tiếng Trung Quốc nên là mình không biết là đọc như thế nào. Đấy, gương này. Ốp carbon luôn. Carbon này khả năng là carbon xịn đấy. Về giá thì phiên bản RS sẽ có giá là 1.179.000 bạt. Nó sẽ rơi vào khoảng gần 1 tỷ tiền Việt nhá. Chưa đến, khoảng độ 900 triệu tiền Việt. Đây là phiên bản cao nhất. Còn cái gói độ này là chưa cộng tiền vào đâu. Nếu mà mọi người lấy full gói độ của cái hãng này ấy, thì nó rơi vào khoảng 170.000 bạt nữa. Tức là sẽ rơi vào khoảng hơn 100 triệu.
khả năng là về Việt Nam mình sẽ không có phiên bản độ như này đâu, chỉ có phiên bản basic thôi. Đấy, cửa sổ trời này. À, xin lỗi mọi người, đây chỉ là chân kính thôi và nó được chia ra làm hai mảng chứ nó không thể nào mở ra được như là con Accord đâu. Con Accord này sẽ mở hẳn được chân kính để mọi người có thể thò đầu ra ngoài xem trời đất. Đấy, về cái vật liệu của con này cũng khá ok, có những cái mảng màu đen. Đây có loa này, loa này là loa no name thôi, không lấy tên thương hiệu, nhưng bản RS8 loa chắc là ngon đấy. Mình cũng không được test cái chất lượng loa ở sự kiện này, cơ bản vì đông người quá. Rất nhiều người ghét cái kiểu tay nắm cửa này của con HRV này, và hãng họ vẫn cứ giữ lại. Trên cả WRV cũng làm kiểu này. Cái vè mưa này là sẵn của hãng độ nha. Đấy là của hãng độ đấy, chứ không phải của mấy cái thương hiệu bình thường no name đâu. Những cái ốp này. Ở đây chúng ta có cái vè nỉ cho bản RS này. Xem cốp này, cốp rộng phết đấy chứ. Với một con crossover hạng B như gầm cao như này thì khá là rộng rồi. Đủ để cho mọi người để hai cái vali to và nhiều vật dụng nhỏ để đi du lịch hoặc đi ra ngoại cuối tuần với gia đình. Thoải mái luôn. Như thế này là đã cực kỳ phù hợp cho gia đình rồi. Chúng ta sẽ có cốp điện nha. Thậm chí trên con Honda Accord mình vừa xem hôm nãy còn không có cốp điện cơ. Trong khi HRV RS EHV này có cốp điện. Thì không rõ đây là có phải là do bản độ không hay là sẵn là nó có rồi. Đây có một cái cánh gió này, cánh gió của hãng độ và hai cánh gió nhá, ở dưới và ở trên hai tầng. Cánh gió carbon. Nếu mà với mức giá độ là khoảng 100 triệu thì như mọi người nếu mà mua xe ở Việt Nam thì mọi người có bỏ ra để độ thêm cái gói này sẵn không? Như mình thấy những cái này nó cũng không cần thiết cho lắm. Như nguyên bản của con HRV RS EHV này thì nó đã có mâm 18 rồi. Và thiết kế cái mâm của nó cũng khá đẹp rồi đấy chứ. Cũng chẳng cần phải ốp mấy cái carbon này vào. Nói chung là theo gu của từng người thôi. Đây chúng ta sẽ có cái cam lề. Cam lề này thì trên xe Honda thì sẽ không có sẵn 360 mà chỉ có cam lề thôi. Nói chung là cũng tiện. Cam này thì sẽ có trên bản RS và bản L nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng vào cái khoang lái. Chất liệu sờ rất thích. Nó là nhựa cứng thôi nhưng mà sờ rất thích. Con xe lăn bánh tại Hà Nội với cái mức giá này nó phải gần tỷ cơ mà. Đơn giản đâu. Lại là một miếng ốp độ này để tránh xước cửa khi mà anh em bước ra vào. Đấy, tiếng đóng cửa rất chắc luôn. Trên mấy con xe Nhật và Hàn mình xem ở sự kiện lần này thì thấy con nào cũng chắc chắn phết. Cả Mazda 3 và Mazda 6 thì đóng cửa thứ đều chắc chắn cực kỳ luôn và không hề có ọp ẹp nhé. Xe Mazda bán tại Thái khá là đắt đấy anh em. Mình sẽ quay cho anh em xem ở video lần sau. Quay lại con HRV này thì mình thấy hoàn thiện cũng được. Đèn em biển light đẹp phết. Và màn hình đấy, đây là khoang lái và vô lăng. Cần số đây là nó sử dụng hộp số ECVT giống như kiểu con Civic ấy. Chứ không phải là dùng dây cô loa hay là dùng đai đâu. Nó dùng bánh răng nha anh em. Còn về chất lượng nó có tương đương với Civic không thì mình không biết. Theo hãng giới thiệu như vậy thôi. Vô lăng bọc da. Đèn nội thất khá đẹp. Những chi tiết trên xe Honda này thì nếu bóp mạnh và vẫn nghe tiếng ọp ẹp. Trên Mazda thì mình thấy nó chắc chắn hơn. Thì không biết là do xe mới hay sao. Còn trên Honda này vẫn thấy có một chút ọp ẹp. Nó như kiểu mấy con xe BMW mình bóp nó còn thấy ọp ẹp cơ mà. Nhưng mà riêng Mazda thấy ngon. Có thể do vật liệu họ dùng mềm chăng. Các nút chức năng trên cửa được ốp cái nhựa màu đen piano. Đấy, vô lăng. Vô lăng rất nhiều chức năng. Con này nó có cả ADAS cơ mà. Và hệ thống Honda Sensing. Đấy, đây là phần nóc trần. Những cái điều chỉnh cơ bản như là đèn. Gương chiếu hậu nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Còn bên này là cái trần kính. Cái này thì chúng ta phải đóng cơ. Đóng bằng cơm thôi. Khi nào nắng quá thì đóng vào cho nó đỡ nắng đỡ rát. Cái cửa sổ trời à, cái trần kính này thì mọi người lại phải mất công đi dán rồi. Dán đen vào thì nó sẽ mát hơn. Trên ghế là ghế da và có dập chữ RS.
Đây là không gian đằng sau. Lát nữa mình sẽ xuống ngồi sau, chứ quay ở đằng trên xuống dưới này nó không rõ lắm. Không gian khá rộng rãi. Thực ra cái bản độ này nó cũng chỉ độ những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Còn tổng thể con xe nó vẫn giữ nguyên. Chỉ gọi là như kiểu body kit thôi ấy. Ok, mọi người thấy con xe này như thế nào? Mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem các phiên bản khác. Đây phiên bản L này. L thì đúng hơn. Cái mặt ca lăng nó vẫn giống như là phiên bản E luôn. Phiên bản thấp nhất. Bản giữa và bản thấp nhất có cái mặt ca lăng lưới tản nhiệt giống nhau. Đấy, và chúng ta sẽ có đèn LED chứ không có bi cầu nha. Đèn chỉ là LED, công nghệ LED bình thường thôi. Rồi để xem nó có khác biệt gì nữa so với RS không. Gương cũng có thiết kế đẹp phết. Cái gương chiếu hậu của mấy con crossover hạng B này thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái để quan sát rồi, không như mấy con sedan. Về mức giá thì nó sẽ rẻ hơn phiên bản RS 100.000 bạt, tức là khoảng 75 triệu tiền Việt. Nó bị cắt đi một số thứ như cửa sổ trời này, mâm nhỏ hơn này, hệ thống hỗ trợ lái thông minh, tính năng tự động gập gương khi lùi này, loa cũng cắt bớt hai loa này, cảm biến lùi. Nói chung là nó cắt những cái phần thường thường các hãng khác thường cắt thôi. Đổi lại thì anh em tiết kiệm được 75 triệu, thì anh em thấy hợp lý không? Đây là một số cái thông số chi tiết này. Đấy, rất nhiều thứ anh em có thể dịch ra tiếng Việt để xem. Bản L và bản L ấy, và bản E thì nó có kích thước khác với lại bản RS một tí. Bản RS thì nó sẽ có cả trục cơ sở lớn hơn và kích thước tổng thể nó cũng lớn hơn một chút so với hai bản này. Có thể là do hãng thiết kế cái gì đó, nó chỉ vài mm thôi, không nhiều nhưng mà nó cũng gọi là khác. Bản này thì anh em vẫn có ghế điện nha. Còn ở bản E thì bị cắt mất rồi. Đấy, vô lăng vẫn là vô lăng bọc da và rất nhiều phím chức năng. Tổng thể khoang của con bản L đây anh em. Phanh tay điện tử nha, auto hold có hết. Về mốt chạy thì cả ba phiên bản này đều đầy đủ nha. Có ba mốt Eco, Normal và Sport. Với cái mức giá quy đổi tại Thái là 1.079.000 bạt, tức là khoảng 800 triệu đồng tiền Việt, thì anh em thấy như nào? Nếu về Việt Nam mà chỉ chênh lên một ít thôi thì anh em thấy sao? Đó, cái gầm của nó rất cao. Con này thì có gầm tận 20cm cơ. Thoải mái, phù hợp cho điều kiện ở Việt Nam luôn. Để mình quay ra đằng trước xem con này nó dùng mâm gì nào. Mâm thì có cái màu xám đen và không có phay. Và kích thước lốp, lốp thì dùng lốp Bridgestone. Lốp Bridgestone là cũng khá là ngon rồi đấy. Mềm êm, ít ồn. Và kích thước là 215/60R17. Mâm 17 inch với mấy con crossover hạng B này là rất hợp lý rồi. Lên bản RS trông nó đẹp hơn, nhưng mà mình nghĩ là nên dùng cái bản mâm bé hơn. Đèn full LED. Và ở cái phiên bản này nó vẫn còn đèn tự động nha mọi người. Nó có đèn tự động này, có gạt mưa tự động. Và cái bản thấp nhất thì nó lại bị cắt mất rồi. Mặt ca lăng nhìn như Lexus luôn. Trông sang phết đấy chứ anh em. Màu trắng này. Để mình quay sang bên phần hông. Chúng ta vẫn có cái cam lề này ở trên gương. Gương trái nha. Đó. Và đây là một số cái thông số khác, như là mức tiêu thụ nhiên liệu này. Trung bình là 3.9 lít trên 100 cây. Đi trong đường phố là chỉ có 2.7 lít trên 100 cây thôi. Về công nghệ hybrid của Honda thì mức tiêu thụ nhiên liệu như này là cực kỳ là hiệu quả đấy. Đây là phần đuôi HRV, EHEV phiên bản L. Đèn LED một dải nối liền khá đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ quay sang phiên bản thấp nhất. Đây là phiên bản E cho mọi người xem nhé. Phiên bản E. Về mặt đằng trước thì nhìn qua cũng không khác gì phiên bản L đâu. Chỉ có cái phần mâm này, phần mâm nó sẽ có cái họa tiết khác một chút. Mức giá thì là 900.000 bạt. Nó sẽ rơi vào khoảng
700 triệu, hơn 700 triệu ở thị trường Thái Lan. Hay động cơ thì giống hệt nhau. Với mức giá như này mà về Việt Nam thì anh em thấy có hợp lý hay không? Nếu mà 700, hơn 700 một tí thì lăn bánh ra nó cũng phải tầm 800. So sánh thì có vẻ hơi khập khiễng như con MGHS phân khúc hạng C đang lăn bánh tại Việt Nam, cho bán thấp nhất chỉ có khoảng tầm độ hơn 600 một tí thôi. Đúng là xe tàu khác anh em nhỉ. Đấy, đây là phần nhìn ngang. Mình nhìn phần hông ngang này còn thấy đẹp hơn phiên bản L không mọi người ạ? Do là nó có cái mâm nó làm nổi bật hơn. Nhưng mà tùy vào mắt mỗi người, đẹp xấu mà. Về khoảng sáng gầm xe thì cả ba phiên bản HR-V, E-HR-V này đều có cái khoảng sáng gầm là 196mm. Tương đối phù hợp với thị trường Việt Nam mình đi đường hơi hơi ngập nước một chút hoặc là leo về hè các thứ. Đường thì đường xấu, nhiều ổ gà. Đấy, về phần đuôi thì giống hệt phiên bản L thôi, vẫn không có cảm biến sau, chỉ có camera lùi thôi. Đèn vẫn một dải nối liền và logo Honda màu xanh. Mình sẽ cho mọi người xem cái cốp nhé. Về chất liệu nội thất thì con bản E này nó kém hơn một chút, nhưng mà nó vẫn là da chứ không phải là chất liệu nỉ. Ở Việt Nam mình dùng nỉ thì mọi người kêu nóng. Đấy, đây chúng ta có cốp cơ. Cốp cơ chứ không có cốp điện nha. Mọi người chê nóng. Về cái chất liệu nỉ thì ở Thái Lan phiên bản thấp nhất họ đã dùng da, đây bọc da hết rồi. Đông người xem quá mọi người ạ. Còn HR-V này hot thật. Nó vừa có gầm cao lại vừa tiết kiệm. Và mức giá tại thị trường Thái Lan cho phiên bản thấp nhất này thì như vậy là quá ngon rồi. 890.000 bạt. Chưa kể còn khuyến mại các thứ nữa. Đấy, ở cái phần nút bấm cửa này thì phiên bản thấp nhất này bị lược rất nhiều. Trông nó không còn sang trọng như hai phiên bản kia nữa. Ghế thì tất nhiên là ghế cơ, tất cả mọi ghế cơ. Với các phiên bản còn lại thì nó chỉ có ghế điện ở ghế lái thôi, còn các ghế khác vẫn là ghế cơ. Đấy, phiên bản E, EHDV, phiên bản E 890.000 bạt, tức là 900.000 đấy. Đấy, cái hàng ghế sau có thể gập hết lên để cho chúng ta một cái khoang chứa đồ cực kỳ rộng như thế này. Vừa có cốp lại vừa có khoang đằng sau chứa đồ. Trong trường hợp mà anh em chở đào, chở quất Tết chẳng hạn cũng ok nhỉ. Mấy cây nhỏ nhỏ là chở được đấy. Đẹp, nói chung con HR-V phiên bản light xăng điện này quá là hợp lý. Nếu về Việt Nam với mức giá tương đương ở Thái thôi thì khả năng là rất nhiều anh em sẽ quất luôn đấy nhỉ. Video về các phiên bản của Honda HR-V, E-HR-V tại thị trường Thái Lan của mình kết thúc đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đón xem. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình cho những video tiếp theo nhé.